thời điểm mạng xã hội vừa xuất hiện, thông tin như bùng nổ, thách thức đối với báo chí đó là sự nhanh nhạy, kịp thời để giữ chân công chúng theo dõi. Còn hiện nay, thông tin nhanh phải đi kèm với tính chính xác, độ tin cậy. Đây là lợi thế của báo chí so với mạng xã hội khi thông tin có cơ sở, có kiểm chứng. Phát huy lợi thế này cũng chính là giữ uy tín, xây dựng niềm tin của báo chí với nhân dân. Kính chào quý khán giả của BBTV. Thưa quý vị, báo chí có tính giai cấp, tính đảng, tính nhân dân và tính văn hóa. Đó là điều mà người làm báo chí cách mạng Việt Nam luôn ghi nhớ và vận dụng vào quá trình tác nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế thì cũng có lúc nơi này, nơi khác, cơ quan báo chí và cả nhà báo có những biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước, xa rời tôn chỉ mục đích. Những hạn chế, khuyết điểm của báo chí đang đặt ra thách thức thế nào đối với báo chí cách mạng hiện đại và yêu cầu của đảng đối với báo chí hiện nay ra sao? Và với chủ đề uy tín của báo chí đối với nhân dân thì Đại tá nhà báo Đỗ Phú Thọ, nguyên phó tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân sẽ dành những trao đổi với góc nhìn thẳng của BBTV. Xin chào nhà báo ạ. Xin chào Khánh Diễm, xin chào khán thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Trước tiên thì xin được cảm ơn Đại tá nhà báo Đỗ Phú Thọ đã dành thời gian cho chương trình Góc nhìn thẳng của BBTV. Thưa nhà báo, có một thuật ngữ không chính thức nhưng mà hay được nhắc đến đối với các cơ quan truyền thông, đó là quyền lực thứ tư. Điều đó thì khẳng định là niềm tin, nhưng uy tín của báo chí. Nhưng mà hiện tại thì uy tín của báo chí đối với nhân dân có gì thay đổi hay không? Thực ra là bản thân báo chí là không có quyền lực. Quyền lực báo chí chỉ có thể hiện là khi các nhà báo đó thể hiện tác phẩm của mình trước công chúng, trước nhân dân. Do đó, cái quan niệm là quyền lực báo chí thì nó phải tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể thì báo chí mới khẳng định được cái quyền lực của đó. Với nhân dân thì quan điểm chung theo tôi được biết rằng là nhân dân luôn luôn có niềm tin vào cơ quan báo chí, nhất là các cơ quan báo chí chính thống, cơ quan báo chí của Đảng, nhà nước, của chính quyền các địa phương. Nhà báo, nhân dân luôn luôn đặt niềm tin và hy vọng vào cái sự công tâm của các nhà báo. Nhưng mà hiện tại với nhịp sống công nghệ số rồi mạng xã hội thì điều đó có còn nguyên vẹn hay không? Cùng với sự phát triển internet và mạng xã hội thì báo chí cũng bị cạnh tranh rất gay gắt, và báo chí chính thống bị chia sẻ bởi khán thính giả, bởi bạn đọc vì mạng xã hội. Do đó có một bộ phận nhân dân người ta chăm đọc mạng xã hội hơn đọc cơ quan báo chí, và vì là thông tin ở trên mạng xã hội là thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin có thể có những sai lệch, có thể có kèm theo thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch, vì thế nó ảnh hưởng đến niềm tin của một bộ phận nhân dân đối với báo chí. Ngoài những nguyên nhân đó thì còn có lý do nào khác hay không thưa? Cũng phải nói thật rằng trong đội ngũ báo chí trong thời buổi hiện nay, dưới tác động của cơ chế thị trường thì một số nhà báo, không nhiều đâu, nhưng mà có, đã thoái hóa biến chất. Và chính vì đội ngũ các nhà báo thoái hóa biến chất này, nó ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội với các nhà báo. Ở thời điểm công nghệ thông tin phát triển như hiện nay thì báo điện tử hạ tầng số đang khẳng định sức mạnh lan tỏa thông tin nhanh, thì cũng là lúc xuất hiện tình trạng sáng đăng, trừ gặp, chiều gỡ ở các cơ quan báo chí. Dù là số ít, cá biệt nhưng lại tác động rất lớn đến niềm tin của công chúng đối với báo chí. Nhiều khi chưa hiểu cái chủ trương, cái chính sách mới ra và đã hiểu với chính sách cũ và tư duy như thế phản biện lại là sai chủ trương, buộc phải gỡ. Bạn đọc phải thông cảm với những nhà báo như vậy. Chứ còn đối với những người quản lý báo chí chắc chắn không phải lúc nào cũng quan tâm hết được. Bởi vậy nó mới dẫn đến những tác phẩm, có những tác phẩm báo chí nó chệch, nó chưa đúng hoặc nó chưa đạt. Chứ không phải tất cả những tác phẩm mà sáng đăng chiều gỡ lại là những tác phẩm có vấn đề. Tác nghiệp theo đúng tôn chỉ, mục đích là kim chỉ nam hoạt động của cơ quan báo chí cũng như chính bản thân mỗi nhà báo. Tuy nhiên, trong thực tế thì đâu đó vẫn còn điều ngược lại. Điều này không chỉ gây khó khăn cho nhiều cơ quan tổ chức mà còn ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan báo chí, nhà báo đang thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tôi cũng
cực lực phản đối đối với những người quản lý cơ quan báo chí có những cái động thái mà làm cho độc giả, khán giả, thính giả hiểu lầm đối với đội ngũ những người làm báo, đặc biệt người làm báo Hạnh Phúc. Tôi đoan chắc rằng không có hiện tượng này. Thế thì mong bạn đọc hiểu cho. Ở đâu thì tôi chưa biết, nhưng ở Bình Phước điều đó là chắc chắn không có. Trước thách thức đó, theo nhà báo thì người làm báo cũng như cơ quan báo chí phải có trách nhiệm như thế nào để chúng ta có thể xây dựng uy tín của báo chí và lấy lại niềm tin của nhân dân? Theo tôi, giải pháp thì rất là nhiều, nhưng là giải pháp đứng về ba phía. Thứ nhất là các cơ quan chủ quản báo chí là cần phải siết chặt cái việc quản lý này, kiểm soát chặt chẽ chương trình, nội dung của các cơ quan báo chí. Tất nhiên rằng là theo luật báo chí thì là việc kiểm soát này là chế độ hậu kiểm, nhưng mà phải định hướng rõ ràng cho các cơ quan báo chí. Thứ hai là về phía các cơ quan báo chí thì luật báo chí cho phép cơ quan báo chí chủ động sản xuất tác phẩm báo chí, đưa lên sóng phát thanh truyền hình, đưa trên mạng điện tử và xuất bản in. Nhưng mà lãnh đạo của cơ quan này thì cũng cần phải quản lý thật tốt cái đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cương quyết loại bỏ những phóng viên, biên tập viên thoái hóa biên chất ra khỏi đội ngũ của mình. Trong cái cung cách quản lý thì cũng phải định hướng rõ ràng về bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ tinh thông để mà có thể xử lý những vấn đề đặt ra trong cuộc sống, tạo niềm tin của công chúng đối với báo chí. Ở vấn đề phía thứ ba là về bản thân các nhà báo, thì các nhà báo cũng phải tự nhận trách nhiệm của mình trước những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Và quan trọng nhất đối với nhà báo cần phải có bản lĩnh trong việc xử lý các tình huống và tự rèn rũa bản thân mình để mà không bị những mặt trái của cơ chế thị trường mà dẫn dắt người ta đi vào con đường lầm lạc. Thậm chí là có một số nhà báo hiện nay đã phải xử lý hình sự, một điều rất đáng buồn trong đội ngũ những nhà báo của chúng ta. Ngoài bản lĩnh nghề thì theo nhà báo Đỗ Phú Thọ còn có cái bản lĩnh chính trị như thế nào? Bởi vì trong thực tế chúng ta cũng thấy có một vài nhà báo đã bị các phần tử cơ hội cũng như là thế lực thù địch lôi kéo. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay là không có báo chí tư nhân, và báo chí Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Điều đấy đòi hỏi là tính đảng của các cơ quan báo chí, tính đảng của các nhà báo. Các nhà báo là có thể là đảng viên hoặc là chưa phải đảng viên, nhưng phải theo đúng định hướng của Đảng. Và chính cái định hướng tính đảng đấy nó tạo ra cho đội ngũ báo chí của Việt Nam là cái niềm tin của nhân dân đối với các nhà báo. Nếu nhà báo mà không tính đảng thì chắc chắn rằng niềm tin của nhân dân đối với nhà báo đó thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vâng, và trước khi tiếp tục phần trao đổi với nhà báo Đỗ Phú Thọ thì khán giả mời quý vị cũng như là nhà báo theo dõi một số ý kiến của công chúng theo dõi báo chí mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được. Mình đã đang tiếp cận ở rất là nhiều mảng, không chỉ là mảng báo truyền thống mà còn tiếp cận ở các kênh thông tin khác nhau như TV, rồi đài, rồi cả những cái thông tin ở trên cái mảng là thông tin điện tử. Một số cái lĩnh vực nó liên quan tới công tác của mình thì mình quan tâm nhiều hơn. Ví dụ như trong công tác chuyển đổi số hiện nay thì các công chức trong cơ quan thì hầu như là đều phải là nâng cao năng lực về công tác chuyển đổi số và cũng đáp ứng được cái đó để mà thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều người sẽ có những cái nhu cầu khác nhau, nhưng đối với cá nhân tôi thì tôi cũng mong muốn rằng là Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước thì trong thời gian tới có nghĩa là sẽ quan tâm nhiều hơn. Ví dụ ngoài cái việc là phản ánh các cái thông tin liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa theo định hướng của Đảng, và thì sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái việc là sẽ cung cấp, truyền tải những cái thông tin, những cái kiến thức nó hữu ích. Vâng, rõ ràng thưa nhà báo, ngoài ý kiến của công chúng về những cái yêu cầu đối với báo chí hiện đại thì chắc chắn ở trong khi mà chúng ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì cũng có những cái yêu cầu của Đảng đặt ra đối với cơ quan báo chí. Trước tình mới thì Đảng và nhà nước ta cũng có nhiều quan điểm, nhiều chủ trương, chính sách điều chỉnh cho nó phù hợp với tình mới. Và theo tôi được biết rằng hiện nay là cơ quan chức năng của nhà nước cũng đang chuẩn bị
việc sửa đổi luật báo chí năm 2016 để nó phù hợp hơn so với thực tiễn. Tuy nhiên rằng là cơ chế quản lý báo chí có thể điều chỉnh, nhưng quan trọng nhất là các nhà báo phải giữ được chính mình, không bị sa ngã trước cám dỗ vật chất cũng như là sự ảnh hưởng của cơ chế thị trường và mạng xã hội tác động. Xin được cảm ơn những chia sẻ của đại tá nhà báo Đỗ Phú Thọ dành cho chương trình ạ. Thưa quý vị, phát biểu tại Đại hội 10 Hội Nhà báo Việt Nam thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh thông tin trên báo chí phải có tính thời sự cao, lành mạnh, thiết thực, có tính chiến đấu, định hướng dư luận và kiên quyết loại bỏ những tin bài ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tình cảm, đời sống xã hội, đừng làm phân tâm xã hội và phân rã niềm tin. Lời nhắc ấy thì chắc chắn sẽ là kim chỉ nam để xây dựng vững chắc niềm tin của công chúng đối với báo chí và giúp báo chí hoàn thành sứ mệnh là cầu nối giữa ý đảng với lòng dân. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các kỳ phát sóng tiếp theo.